Xin chào đón phóng sự Cường Nguyên ra. Cường Nguyên sáng sáng ra ngồi vừa bay từ trên trời. Hôm nay anh lại biểu diễn một bài quyền Bức Ly của chúng ta. Xin chào, Bức Ly là một thanh kiếm gỗ có khối lượng nặng bằng hai lọ tố. Anh đang biểu để một lần xem bộ phim Thái Cực Kiếm, anh đã sáng tác ra môn Thái Âm Chân Kiếm. Chúng ta có điều tra không? Bố bạn ra móng quay tao à? Từng biết chúng ta đang có bài Anh Hồ, chúng ta đang ngủ anh. Mình đang xoay kiếm chúng ta. Thế điên, không điên. Điên bình trời. Đến mai là anh sắp chuẩn bị sang New York của Mỹ. Đừng cho tay vào. Diễn tập diễn môn võ thái âm tự quyền chúng ta. Các bạn ta nâng mộ của anh ở bên New York Mỹ. Anh nổi tiếng từ một lần lên mạng YouTube và anh đã được một người nổi tiếng bên Hollywood gọi đến và biểu diễn. Bây giờ anh đã nổi tiếng khắp thế giới và từ Hollywood anh đã truyền bá môn võ thuật của anh ra khắp toàn bộ thế giới. Cường Nguyên chúng ta cấp thượng thừa của anh. Đẹp trai tài giỏi. Dòng họ nhà chúng tôi toàn là có truyền thống, người đam mê võ thuật, yêu nước, sống lâu 100 tuổi. Ông ngoại của Cường sống lâu 100 tuổi, bà ngoại hiện tại là sống lâu 120 tuổi. Và ông ngoại của Cường cũng là một nhà chính trị gia yêu nước và anh em với Hồ. Và là cháu của Hồ. Cháu đi. Cháu đạp người nhá. Anh lại xuất xe cho vỗ tay ư? Vỗ tay. Thôi tao đâu? Chim gì đó? Đi xem mà. Xem gì này? Đừng có tiếp xe. Ngày mai Hùng cũng chờ vào tập đi. Ông Tố bảo rồi, chào bà đi. Chào bám giờ chúng mày thanh niên chứ sao cả già. Già cậu đi. Rồi ra quay độ đẹp trai đi. Để anh quay nốt này nào. Nghe không? Cùng chứ. Chứ là quay độ đẹp trai chính. Ừ. Cầm chắc vào nhá. Mẹ mẹ mẹ. Đợi vào đầu ấy. Chưa, đừng ai Trần. Chưa. Quay cả khán giả nữa. Cái này bác tôi là này. Có đồ nó không đẹp. Ra đi quay tất cơ mà.
ra đây đây đánh cây rồi tiếng quay không nản luôn đứng lên nè bảo ra chặt ông con này có xin con người không không giữ đâu xong rồi anh quay thành giả này tất cả 4 lần rồi dạ không đâu chưa từ không từ kiếm từ trên xuống nữa không nè út đây 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 anh cường anh đứng trước này dạ xin chào dạ xin chào quý vị của khán giả tất không biết. Tất cả thứ kia không?